Tin đồn Honda chuẩn bị ra mắt Vario 160cc0. Honda Vario là một mẫu xe tay ga hiện đang rất được ưa chuộng tại các nước thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong mấy ngày vừa qua, đã có tin đồn rằng Honda sắp ra mắt phiên bản Vario 2021 hoàn toàn mới, với dung tích động cơ tăng lên gần 160cc. Vậy thực hư của câu chuyện này là thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu qua bài viết này nhé! Như các bạn đã biết thì năm 2020 là một năm mà Honda tập trung phát triển và ra mắt những chiếc xe tay ga của hãng. Điển hình như những dòng tay ga từ phân khối nhỏ đến phân khối lớn như NC750X, XADV750, PCX125. Những dòng xe tay ga trên đều sở hữu những công nghệ tân tiến nhất mà Honda đã nghiên cứu và phát triển bấy lâu. Gần đây nhất chính là chiếc xe PCX125 mới được ra mắt tại thị trường châu Âu, một chiếc xe được thừa hưởng khối động cơ ESP cộng, gần tương tự như SH2020. Dựa theo chu kỳ nâng cấp 3 năm một lần của dòng Honda Vario, nhiều chuyên gia trong giới thạo xe cho rằng bản nâng cấp của dòng xe tay ga đình đám này sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới. Chính xác hơn là vào thời điểm cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Suy cho cùng thì tin đồn này vẫn có thể xảy ra, nhất là khi anh em chúng ta nhìn vào chiếc PCX125 vừa ra mắt ở thị trường châu Âu với khối động cơ ESP cộng được tích hợp những công nghệ tân tiến như tăng cam thủy lực, 4 van. Nếu Aster Honda Motor Honda Indo chịu chơi hơn, trang bị động cơ ESP cộng trên SH2020 cho cả hai phiên bản Vario hiện tại, thì có lẽ qua sang năm người tiêu dùng sẽ có hai lựa chọn mới là Vario 2021 125cc và Vario 2021 160cc. Bởi vì dung tích của động cơ ESP cộng lớn nhất đang ở mức 156,9cc, Honda Indo có thể làm tròn cho con số đó, và gọi nó là Vario 2021 160cc để phân biệt với phiên bản Vario hiện tại. Hiện nay cả cộng đồng đam mê xe cộ tại Đông Nam Á đang sôi sục vì tin đồn trên. Nếu có tin tức gì mới về dòng xe Honda Vario 2021, trang bị động cơ gần 160cc này thì mình sẽ gửi đến cho các bạn thông tin một cách nhanh nhất.